Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mà các bạn và admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU có thể chơi với cặp tiền đạo Haaland và Rondo. Varane đã tác động đến phong thái đồ MU như thế nào? Rondo đã bật công tắc tái khởi động Paul Pogba và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU có thể chơi với cặp tiền đạo Haaland và Rondo. Erling Haaland từ lâu đã là một mục tiêu chuyển nhượng của MU. Quỷ đỏ đã thất bại trong việc chiêu mộ anh vào tháng 1 năm 2020. Kể từ thời điểm đó, Haaland đã ghi tổng cộng 65 bàn thắng sau đúng 65 lần ra sân cho Borussia Dortmund. Tuy nhiên, Haaland được cho là sẽ tiếp tục trở thành một món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022, thời điểm mức phí phá vỡ hợp đồng 68 triệu bảng của anh sẽ chính thức có hiệu lực. Các fan của MU vì thế đang hy vọng rằng mối quan hệ giữa Ole Gunnar Solskjaer với Haaland khi cả hai còn làm việc cùng nhau ở Molde sẽ có thể thuyết phục anh gia nhập Quỷ đỏ. Tuy nhiên, theo huyền thoại Gary Neville, trước đó MU sẽ phải để đi một vài cầu thủ ở đội hình hiện tại. Trên chương trình Monday Night Football của Sky Sports, khi được hỏi rằng liệu sự trở lại của Cristiano Ronaldo có ngăn cản Haaland đến với MU hay không, Neville quả quyết trả lời, không. Không, tôi nghĩ MU năm sau sẽ có thể mất Mata và Cavani sẽ rời đi vì họ chỉ còn một năm hợp đồng với cậu ấy. Bởi vậy, sẽ có những khoảng trống cần được lấp đầy. Nếu Haaland trở thành một cầu thủ tự do vào mùa hè năm sau và họ muốn đưa ra một mức giá với người đại diện của cậu ấy, khi đó MU nên nhảy vào cuộc đua để giành lấy Haaland. Và tôi không nghĩ Rondo trở lại sẽ ngăn cản Haaland gia nhập. Rondo đã từng chơi cùng Benzema, cùng Gareth Bale, cùng với tất cả những Galacticos tuyệt vời ở Real Madrid. Solskjaer sẽ không để cậu ấy dự bị, và tại sao phải để cậu ấy dự bị? Bạn có thể chơi với hai tiền đạo mà, chắc chắn rồi. Cavani chấn thương. MU đã không nhả Edinson Cavani cho đội tuyển Uruguay trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua vì lo ngại cầu thủ sẽ phải cách ly y tế khi trở lại Anh. MU giữ được cho Cavani khỏi FIFA Day, nhưng rắc rối lại xảy đến với tiền đạo này trong quá trình tập luyện. Trong buổi tập cùng MU, tiền đạo Uruguay đã gặp chấn thương. Anh phải vắng mặt trong đội hình tham dự trận tiếp đón Newcastle ở vòng 4 ngoại hạng Anh và tiếp tục bỏ lỡ chuyến làm khách tới sân của Young Boys ở vòng bảng Champions League đêm qua. Đích thân huấn luyện viên Solskjaer đã xác nhận thông tin này. Ông nói, Cavani đơn giản là vẫn chưa sẵn sàng, cậu ấy bị đau nhẹ trong lúc tập luyện nên không thể tham dự trận đấu với Newcastle. Hy vọng vấn đề của Cavani không quá nghiêm trọng và cậu ấy sẽ sớm trở lại. Rafael Varane đã tác động đến phong thái đồ như thế nào? Rondo và Varane là một phần của đội hình Real Madrid và đã giành được 400 league trong năm mùa giải từ 2014 đến 2018. Varane cũng nâng cao chức vô địch World Cup cùng tuyển Pháp 2 năm sau khi Rondo cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016. Cả hai cầu thủ này giờ đây cùng khoác áo MU và huấn luyện viên Solskjaer đã ca ngợi tác động của Varane. Ông cho biết cầu thủ 28 tuổi đã mang tâm lý chiến thắng cần thiết đến phòng thay đồ MU. Bạn càng có những cầu thủ chất lượng trong đội hình thì càng có nhiều sự cạnh tranh lành mạnh. Tôi nghĩ khi nhìn thấy Rafael Varane và Cristiano Ronaldo tới, mọi người đều nhấn mày vì họ là người chiến thắng, họ đã giành được tất cả và họ đã đặt ra những yêu cầu đối với bản thân. Các chàng trai trẻ, phần còn lại trong đội nhìn họ và suy nghĩ về họ. Vì thế, sự cạnh tranh sẽ chỉ tốt cho tất cả mọi người ở mọi vị trí. Thật tuyệt khi Lingard đã làm tốt, Martin cũng làm tốt. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi, xử lý áp lực là một trong những điều bạn phải làm với tư cách là một cầu thủ MU. Kỳ vọng và áp lực, bạn phải tận hưởng nó và đón nhận nó. Các cầu thủ trẻ trong đội sẽ được đứng bên cạnh một số chuyên gia để học hỏi. Bạn có Rondo, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Varane, Juan Mata, Nemanja Matic, Paul Pogba, Bruno Fernandes. Rất nhiều cầu thủ để học hỏi từ cách đối phó với những thăng trầm trong sự nghiệp và cách họ chuẩn bị và hành động. De Gea và Pogba đã đạt được điều quan trọng ở MU. Sự chán trường của những David De Gea hay Paul Pogba ở Man United nhiều mùa bóng qua cho thấy Man United dù tham vọng nhưng không đủ lực vươn tầm đỉnh cao. De Gea sa sút phong độ, bị Dean Henderson giành vị trí mùa trước, trong khi Pogba sắp đáo hạn hợp đồng và cũng luôn trong tâm thế tìm kiếm một bến đỗ mới giàu tham vọng hơn. Tuy nhiên, cuối cùng thì sự xuất hiện của Rondo như cung cấp cho Pogba lẫn De Gea đều là cả hai cần thế ở Man United. Trước khi Bruno Fernandes đến, Pogba và De Gea là hai ngôi sao ở đẳng cấp thế giới của Man United. Giờ đây, sau sự xuất hiện của Bruno Fernandes và chữ ký chấn động từ Rondo, cả hai có thể cảm nhận được họ đã cùng chung nhịp đập với đội bóng để vươn lên những danh hiệu đỉnh cao. Rio Ferdinand nói thẳng điều mà Man United cần cải thiện. Siêu sao Cristiano Ronaldo có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Man United.
và theo người đồng đội cũ Rio Ferdinand, CR7 cần những đồng đội tại Man United thực hiện nhiều quả tạt hơn vào khu vực cấm địa đối phương. Lý giải vấn đề này, Rio Ferdinand giải thích đội chủ sân Old Trafford cần tận dụng tốt hơn khả năng không chiến xuất sắc của siêu sao 36 tuổi. Chia sẻ với chương trình Fire YouTube, Ferdinand bình luận, cậu ấy có khả năng bật nhảy tốt, đây không phải là một lời chỉ trích. Man United cần rút ra bài học sau vài trận đấu vừa qua. Ronaldo là người năng nổ và luôn muốn có bóng. Vấn đề này tôi đã từng bàn nhiều lần. Các hậu vệ Premier League không giỏi chống bóng bổng, những quả tạt tầm cao. Từ kinh nghiệm thi đấu của tôi, các hậu vệ xứ sương mù không đủ tốt để chống bóng bổng. Tôi nghĩ Ronaldo có thể khai thác một số điểm ngây thơ trong cách phòng ngự của một số hậu vệ Premier League hiện tại. Nếu bạn sở hữu Ronaldo hoặc Edinson Cavani, các hậu vệ cánh Man United cần tận dụng những quả tạt hơn vào vòng cấm địa đối thủ. MU đăng ký 5 sao trẻ dự Champions League. MU vừa công bố đội hình hoàn chỉnh dự Champions League 2021-2022. Bên cạnh danh sách đội hình chính đã công bố trước đó, bản danh sách mới bổ sung thêm danh sách đăng ký của MU cho đội hình B, bao gồm 5 cầu thủ trẻ: Mason Greenwood, Hannibal Mabry, Anthony Olenga, Tadej Mengi và Matej Kova. Ronaldo đã bật công tắc khởi động Paul Pogba. Theo nhận định từ Manchester Evening News, cầu thủ người Pháp đã gặp nhiều khó khăn kể từ khi trở lại Man United, nhưng sự xuất hiện của Ronaldo có thể là một bước ngoặt đối với anh. Màn ra mắt sáng chói của Cristiano Ronaldo mang lại vô vàn điều tích cực cho Manchester United, nhưng dường như ánh hào quang đến từ siêu sao 36 tuổi đã phần nào làm lu mờ đi đôi chút những đóng góp tuyệt vời mà Paul Pogba thể hiện ở cuộc đụng độ với Newcastle. Dù không điền tên lên bảng điểm, tuy nhiên, chân truyền người Pháp đã lại một lần nữa thể hiện tầm ảnh hưởng sâu rộng vào lối chơi chung. Sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân Wolves, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer phải hứng chịu chỉ trích khi không bố trí Pogba thi đấu với vai trò tiền vệ lệch trái như ở hai trận đấu trước đó, mà lại xếp anh thi đấu trong vai trò của một tiền vệ trung tâm, nơi Pogba phải dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ phòng ngự. Thử nghiệm mới thất bại cuộc buộc Solskjaer phải đưa anh trở lại vị trí sở trường, và ngay lập tức, chiến lược gia người Na Uy đã gặt hái thành quả nhờ quyết định này. Cựu cầu thủ Juventus quán xuyến tuyến giữa, anh thực hiện đến 125 chạm bóng suốt cả trận, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân, cùng tỷ lệ chuyền bóng thành công 92% và thực hiện nhiều pha chuyền bóng vào khu vực 1/3 sân đối thủ nhiều nhất, 23 lần. Đặc biệt hơn, ngôi sao 28 tuổi còn tạo ra cú đúp kiến tạo giúp đội nhà giành lấy thắng lợi tưng bừng 4-1. Rõ ràng, việc được thi đấu bên cạnh những vệ tinh xuất sắc đã tác động mạnh mẽ lên tinh thần cũng như phong cách thi đấu của Pogba. Một khi chân truyền sinh năm 1992 có thể tự do phô diễn khả năng sáng tạo, cộng thêm sự ăn ý đến từ những người đồng đội bên cạnh, anh có thể mang đến sự khác biệt rất lớn trong cách phát triển lối chơi của Quỷ Đỏ, tương tự như khoảng thời gian còn thi đấu tại Juventus. Và giờ đây, khi một siêu sao như Cristiano Ronaldo xuất hiện, mọi điều kiện để kích hoạt mốt toàn diện cho Pogba đã được đảm bảo. Dù cả hai chưa có màn phối hợp để tạo ra bàn thắng, tuy nhiên, nhìn cách Pogba phấn khích sau khi người đàn anh nổ súng, người hâm mộ có thể hiểu tác động của Ronaldo đến ngôi sao người Pháp đặc biệt như thế nào. Bên cạnh đó, mối quan hệ tốt đẹp này cũng sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng giúp Man United mở ra hy vọng về việc giữ chân Pogba. Với Ronaldo, MU đang sở hữu hàng công rẻ nhất trong nhóm Big Four. Nhìn một cách tổng thể, đây không phải là một nhận định không có cơ sở. Khi có thêm Ronaldo trong đội hình, huấn luyện viên Solskjaer đã có ít nhất 3 tiền đạo giỏi ở trên hàng công, có thể sắp xếp theo thứ tự là Ronaldo, Mason Greenwood và Edinson Cavani. Trong một vài trường hợp, Greenwood có thể được kéo giặt ra cánh như trận gặp Newcastle chẳng hạn để chia lửa với Ronaldo. Trong một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, có đến 3 sự lựa chọn khả dĩ cho vị trí tiền đạo cắm là một điều tuyệt vời. Trong khi đó, người hàng xóm Man City của Quỷ Đỏ hẳn vẫn còn những lăn tăn về vị trí tiền đạo mũi nhọn. Việc Sergio Aguero rời đi ở mùa hè vừa qua khiến Pep Guardiola không còn xây dựng lối chơi phụ thuộc vào một tiền đạo nhất định nào cả. Sức mạnh của Man City giờ đây sẽ dựa phần nhiều vào các tiền vệ tấn công hoặc các tiền đạo ảo như Sterling hay Ferran Torres. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng chỉ là cách chữa cháy tạm thời của Pep Guardiola. Ông vẫn cần lắm một sát thủ như Ronaldo ở trong vòng cấm. Một mình Gabriel Jesus có lẽ là đang càng công việc của một trung phong không nổi. Với việc Liverpool, câu chuyện của họ vẫn chỉ là sức khỏe của Mohamed Salah. Nếu Salah còn khỏe mạnh, Liverpool vẫn đủ sức cạnh tranh ở các đấu trường. Nhưng nếu cầu thủ người Ai Cập dính chấn thương hay thẻ phạt, Jacob sẽ mất đi một trọng pháo. Ở mùa giải này, người ta đã thấy sự tiến bộ phần nào từ Diogo Jota. Song có lẽ anh chỉ là quân bài xoay tua khi mà Roberto Firmino chưa thực sự có phong độ tốt. Cuối cùng, Chelsea là đội bóng có một trung phong cắm mang lại cảm giác an toàn nhất cho các cổ động viên. Romelu Lukaku đã ghi liên tiếp 3 bàn trong 3 vòng đấu vừa qua. Đó là một dấu hiệu tốt, nhưng nên nhớ nếu Lukaku có vấn đề về thể trạng, Chelsea sẽ rơi vào rắc rối của chính họ trong năm ngoái.
đó là thiếu một mẫu tiền đạo sân bàn ở trong vòng cấm. Ngoài Lukaku, những Werner hay Hakim Ziyech đều không thể lãnh trọng trách ghi bàn chủ lực cho Chelsea. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.